Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Được Cứu Khỏi Kẻ Thù Cường Bạo, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Samuel nhì chương 22 từ câu 17 đến câu 20. Từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét tôi vì chúng mạnh hơn tôi. Chúng tấn công tôi trong ngày tôi lâm nạn, nhưng Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi và giải cứu tôi vì Ngài vui thích tôi. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Samuel nhì chương 22 câu 18. Chúa giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo. Ở tuổi 94, cụ ông George Vunovic đã được thời báo New York trao ngôi sao đồng vào năm 2010 vì đã thực hiện một trong những nỗ lực giải cứu vĩ đại nhất trong đệ nhị thế chiến. Vunovic là con trai của người Serbia nhập cư vào Mỹ, đã gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Khi hay tin các phi công Mỹ bị bắn rơi đang được quân nổi dậy ở Nam Tư bảo vệ, Vunovic trở về quê hương, nhảy dù vào rừng để xác định vị trí của các phi công, chia những người lính thành các nhóm nhỏ. Ông dạy họ cách hòa nhập với người Serbia, mặc quần áo và ăn thức ăn của người Serbia. Sau đó, trong nhiều tháng, ông lần lượt đưa từng nhóm nhỏ ra máy bay vận tải C-47 đang chờ ở bãi đáp mà họ đã phá rừng để tạo ra. Vunovic đã giải cứu 512 người đầy phấn khởi. David mô tả niềm vui sướng khi được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi những kẻ thù đã vây chặt, khiến ông không lối thoát. David nói, từ trên cao, Ngài đưa tay ra nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vực nước sâu. Vua Saul nổi cơn ganh tị, truy đuổi và tàn nhẫn tìm giết David. Nhưng Chúa có kế hoạch khác. David kể lại, Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù cường bạo, khỏi những kẻ ghét tôi, vì chúng mạnh hơn tôi. Đức Chúa Trời giải cứu David khỏi tay Saul, Ngài giải cứu Israel khỏi Ai Cập, và trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã đến để giải cứu tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi, điều ác và sự chết. Ngài vĩ đại hơn mọi kẻ thù cường bạo. Bạn cảm thấy bị bao vây không có lối thoát bởi những lời dối trá mà bạn tin hay những tội lỗi trói buộc bạn như thế nào? Chúa Giê-xu đến giải cứu bạn ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng, con cần được giải cứu. Cuộc đời con sẽ kết thúc nếu không có Ngài. Con không có lối thoát, vì vậy con tìm đến Ngài. Xin giúp đỡ con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.